sao vàng là cái nơi mà tôi đang sống. Con người có thể nhỏ bé nhưng thiên nhiên hùng vĩ thì không. Cảnh sắc thì muôn trùng, biển núi đẹp bao la, xung quanh tình thương mến. Giờ phải làm sao ta đi? Đi để ta biết thêm và học hỏi thêm điều mới về phong tục văn hóa ẩm thực của người nơi. Việt Nam ta đi là nghĩa. Hãy trở xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam đi là ghiền. Quý vị khán giả thân mến, khi mà nói đến thành phố Hồ Chí Minh, ngoài sự nhộn nhịp, người ta còn nhớ ngay đến đây là một vùng đất có rất nhiều di tích, lực lượng biệt động Sài Gòn, giống như một chữ ký riêng, một nét độc đáo. Và hôm nay thì hãy cùng với Hải Triều khám phá về chùm tour theo dấu chân biệt động Sài Gòn để khám phá và hiểu hơn về điều này quý vị nha. Xin mời. Tour theo dấu chân biệt động Sài Gòn sẽ đem đến nhiều cảm xúc cho du khách trẻ khi mà được trải nghiệm và hiểu hơn về hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn năm xưa. Chính sự mưu trí, gan dạ của nhóm biệt động khi mà tổ chức các hoạt động ngay trong lòng địch cùng mang khát vọng yêu nước trở thành những điều hấp dẫn của chuyến hành trình tìm hiểu này. Thưa quý vị, hiện tại thì Hải Triều đang có mặt tại 145 đường Trần Quang Khải, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng tình báo biệt động Sài Gòn. Chúng ta sẽ cùng vào để tham quan trong đó có gì và điều gì thu hút mọi người. Xin mời! Chiếc thang máy này thì mọi người sẽ thấy nhiều ở những bộ phim xưa hay là trên truyền hình mà thôi. Thì chiếc thang máy xưa cũ này từ năm 1963, tính ra tới bây giờ nó khoảng tầm 60 tuổi. Đây, bây giờ thang đã đến rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ mở ra, phải đẩy vào. Cho là phải đóng cái này lại đúng không? Nó cũng giống như là một cái thang máy thông thường thôi, nhưng mà khác ở chỗ làm bằng gỗ và có rất là nhiều những họa tiết như thế này. Wow, chào chị. Mọi thứ ở đây đều là những vật dụng, một cái hoài niệm về hoài cổ. Và đây là bức tường mà Triều tạm gọi là bức tường biết nói. Vì sao Triều lại tạm gọi là bức tường biết nói nè? Bởi vì với mỗi cú chạm thôi thì chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái thông tin về lịch sử, những cái giai đoạn. Đây, thử nha. Đấy, nó không những là những cái thông tin liên quan về thời sự nè, những cái phóng sự nè, mà nó còn rất là nhiều những câu chuyện chỉ cần chúng ta chạm thôi. Những cái giá trị lịch sử hiện hữu trực quan sinh động nhiều hơn đối với những người mong muốn được tìm hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến không gian này nè. Đây là một trong những không gian cũng thuộc về lớp công nghệ mà những người trẻ như Hải Triều rất là thích. Bởi vì sao ạ? Giống như một cái màn hình thế này, chỉ cần lướt tay nhẹ thôi. Và những giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ở thời điểm hiện tại nó đều được diễn ra hết sức sinh động và trực quan, làm cho những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn học sinh cấp 2, cấp 3 chẳng hạn, có thể dễ dàng hiểu và ôn những cái giá trị lịch sử trên lớp học của mình. Và tất cả những hiện vật mà mọi người đang nhìn thấy được các cô chú biệt động xưa gửi tặng lại cho bảo tàng với một mong muốn là lưu giữ những cái giá trị lịch sử. Không gian tiếp theo này nó không đơn thuần là một cái không gian để chúng ta ngồi, để chúng ta cà phê chuyện trò với nhau, chúng ta trao đổi buôn bán, mà nó là không gian còn trao đổi những cái thông tin bảo mật cùng với nhau nữa. Đây, cửa này thì ngày xưa người ta làm hai lớp, và ngoài ra thì đây cũng chính là những cái khung cửa khi mà có động chuyện gì thì các biệt động Sài Gòn chúng ta có thể di chuyển và đi ở lối này. Đây, một cái nơi nữa mà Triều cảm thấy là nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ rất là thích. Đây, ở phía trên này á, nó không phải là trần bình thường đâu, bây giờ thì người ta đã trám này rồi. Chứ lúc trước ở đây là một cái nơi trú ẩn thì biệt động Sài Gòn sẽ lên đây để trốn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian cà phê dành cho những người trẻ. Không gian này thì nằm ở lầu 2 của 145 Trần Quang Khải mọi người nha. Đây, tất cả mọi thứ ở đây nó cũng giống như là bảo tàng vậy. Nó đều hoài niệm và xưa cũ, từ bộ bàn ghế nè, cho đến ấp trà này, hay là những cái tất cả mọi thứ vật dụng xung quanh. Cái điểm mà bảo tàng tôi trăn trở nhất, các cô chú biệt động thì rõ rồi. Đây là những người trực tiếp chiến đấu và hy sinh và cống hiến thì rất là rõ. Nhưng mà cái làm ra mà để cho lớp trẻ lớp sau, cái điều đó mới là điều quan trọng. Thì các bạn trẻ bây giờ có một cái quan điểm này, ít đến cái bảo tàng đó. Nhưng mà các bạn trẻ lại là thích công nghệ, thích ứng dụng. Thì tôi mới vừa mới và vừa cũ, tôi đang xen vào nhau. Mình đưa cái lịch sử rất nhẹ nhàng cho các cháu, không có cái giáo điều, không có áp đặt. Cảm ơn mình rất là nhiều đã chia sẻ với câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một địa điểm tiếp theo nằm trong tour theo bước chân của biệt động Sài Gòn quý vị nha. Xin chào anh chị. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta đến với quán cà phê Đỗ Phủ thì không thể nào thiếu được một cậu hướng dẫn viên du lịch rất là nhỏ. Đây là Trọng Nhân, là con của chú Bình mà tên thường gọi là Ben. Hôm nay thì
anh Triều sẽ nhờ Ben giới thiệu tí xíu sơ lược về quán, những cái thông tin về di tích của mình nè. Hiện tại mình đang đứng ở đây là di tích lịch sử Hầm Nổi và Hộp Thư Bí Mật của Biệt Động Sài Gòn. Thì căn nhà này có vẻ rất là cổ kính và nhỏ, nhưng mà nơi đây là chứa rất là nhiều căn hầm. Và đây là những cái cuốn sách mà những nhân chứng lịch sử các cô chú Biệt Động Sài Gòn đã để lại cho quán của mình. Và đây là có những cái sổ lưu bút của bác Nguyễn Văn Nên. Và ở đây là bút ký của bác Nguyễn Phú Trọng. Và còn đây là bút ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng đến thăm nơi đây. Hồi xưa là treo đồ, những cái nón, những cái quần áo là treo lên đây, nên là địch nó sẽ không phát hiện là ở dưới đây là có một căn hầm. Ben biết tại sao mà cái quán này được tên là cà phê Đỗ Phủ không? Dạ thưa anh, Đỗ Phủ ở đây là có nghĩa là ngôi nhà của họ Đỗ. Thì hồi xưa là có một bác tên là Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự, là hai vợ chồng thì cũng là một cộng sự của ông nội con, để quản lý ngôi nhà này, quản lý những căn hầm này. Hồi xưa là ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự còn bán món cơm tám đại hàng, bởi vì hồi xưa đối diện nơi đây là cư xá đại hàng. Thì nên là bà Nguyễn Thị Sự mới kết hợp cái món kim chi, là cái món truyền thống của người Hàn Quốc, kết hợp vào món cơm tấm của mình, làm ra món cơm tấm đại hàng. Và cũng nhờ mục đích đó nên là các cô chú Biệt Động Sài Gòn có thể hoạt động cách mạng bí mật. Ở đây là có cái căn hầm Nổi cao cũng 3 mét như căn hầm bên kia. Thì cơ cấu của căn hầm này là mình sẽ lấy một cái dây, mình buộc vào cái lon Gigo, và sau đó mình sẽ bỏ tiền hút tay vào đây để mình chuyển ra các chiến khu. Cảm ơn Ben rất là nhiều đã bật mí cho anh một số thông tin, nói chung đó là một cái giá trị lịch sử anh sẽ tìm hiểu. Còn bây giờ thì anh phải ăn những món mà Ben vừa giới thiệu. Sự sáng tạo của người Việt Nam chúng ta không dừng ở lại là cơm tấm bự sườn bị chả nữa, mà đó là có một cái món rất là kim chi, một cái món rất là quen thuộc của người Hàn Quốc đây. Còn cơm tấm á thì nó vẫn là một cái dĩa cơm tấm sườn bì chả nhìn vô cùng hấp dẫn luôn như thế này nha. Bây giờ thì Triều sẽ thử nha. Có nước chấm chua ngọt, cây cây chua chua nè của rau muống ngâm và cây cây của kim chi, nó rất là kích thích vị giác của mình, làm cảm thấy rất là thèm ăn mà ăn rất là ngon luôn. Chả là bì với trứng, vì thế mình nghe một cái mùi béo béo nè, thơm, chả mềm nữa. Mình thử miếng thịt nha. Triều có một cái cảm giác là hình như thịt này được ướp bằng mực ong này phải, nên nó rất là thơm. Ồ, bây giờ mình còn món này nữa chứ ta, đó là bánh quẩy chấm cà phê. Cái vị cà phê nó thơm lên luôn, thích quá. Quẩy là bột, nó có dầu tí xíu, chấm với cà phê nó hơi nhẫn nhẫn ở lưỡi tí xíu, nhưng mà khi đến cuốn họng thì mình sẽ nghe ngọt ngọt. Cá nhân của Triều thấy là món quẩy chấm cà phê hay là cơm tấm kim chi khá là thú vị, là lạ miệng. Vì thế đây sẽ là một trong những địa chỉ các bạn đừng bỏ qua các bạn nha, cho bữa ăn của mình. Quý vị khán giả thân mến, Chùm Tour theo dấu chân Biệt Động Sài Gòn đã mở ra rất nhiều những câu chuyện liên quan về lịch sử, và đây sẽ là một trong những địa điểm mà các bạn trẻ đừng nên bỏ qua để chúng ta khám phá về lịch sử quý vị nha. Chương trình Việt Nam Đi Là Ghiền phát sóng vào lúc 11:50 thứ sáu hàng tuần trên HTV7, cũng như phát lại vào thứ tư và thứ năm tuần tiếp theo quý vị nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube cũng như là Facebook của Việt Nam Đi Là Ghiền, HTV Entertainment và Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hải Triều xin chào và hẹn gặp lại.